Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Huy Nguyễn, tôi là người nghiên cứu về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hôm nay thì tôi sẽ có cơ hội để chia sẻ với các bạn về các cái câu chuyện mà tôi đã trải nghiệm trong cái quá trình mà tôi đã làm nghiên cứu, các cái quan trắc của tôi, cũng như là hãy hình dung trong cái tương lai chúng ta sẽ sống với các cái thời tiết cực đoan biến đổi khí hậu như thế nào. Thưa các bạn, thì bây giờ có lẽ là đang là mùa mưa và chúng ta đang phải đối diện với những cái trận bão lũ sắp đến, đặc biệt là khu vực miền Trung. Tuy nhiên cách đây vài tháng thì chúng ta đã đối diện với cái tình trạng là nắng nóng, và tôi phải dùng từ là nắng nóng kinh hoàng, và đó là một cái trạng thái của nắng nóng cực đoan của năm này lớn hơn năm khác. Chắc là bạn vẫn còn nhớ về cái đợt nắng kinh hoàng đấy, nhưng tôi không tin chắc là tất cả mọi người còn nhớ. Và cũng có thể một số trong các bạn còn nhớ về cái đợt lũ lụt và bão trong năm 2020 hay là những năm khác. Một số các bạn có thể nhớ, nhưng nhiều bạn có thể không nhớ. Chúng ta có thể nhớ được những cái thiên tai cực đoan khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm các cái thiên tai cực đoan đó. Và có một điều mà rất là xung quanh chúng ta có thể cảm thấy được, các bạn có thể kiểm tra xem là bạn có đang ngồi trong phòng điều hòa hay không. Bây giờ đang là mùa thu và có thể một số các bạn cũng đang bật máy điều hòa mặc dù thời tiết không phải là đang trong giai đoạn khó chịu quá. Đôi khi cái việc bật điều hòa của chúng ta chỉ là một thói quen khi chúng ta bắt đầu bước vào mở cửa một cái căn phòng bất kỳ nào đó. Và tôi tạm thời gọi nó như là một cái hộp tiện nghi, mà cái thói quen của tạo dựng như một hộp tiện nghi được hình thành khi chúng ta xây dựng các cái năng lực thích ứng với các hoàn cảnh thay đổi. Và mỗi người trong chúng ta dường như là đang thiết lập hoặc đòi hỏi cho mình một cái hộp tiện nghi mà ở bất cứ đâu chúng ta đến chúng ta cũng có, và càng ngày chúng ta lại càng có cái sự đòi hỏi đấy. Thật may mắn vì chúng ta vẫn còn có cơ hội để tiếp cận được với các hộp tiện nghi một cách đơn giản như là bật công tắc điều hòa, bật công tắc điện. Nhưng thật tiếc, có thể là sự may mắn này chỉ là tạm thời, tại vì sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ không tiếp cận được với hộp tiện nghi ngay cả khi bạn đang có tiền, và cũng có thể đến một cái thời điểm nào đó những cái hộp tiện nghi có thể sẽ không còn làm việc được khi mà cái thời tiết cực đoan biến đổi khí hậu nó đã vượt một cái ngưỡng mà tôi gọi đấy là một cái ngưỡng tối màu, không mấy dễ chịu. Hãy tưởng tượng rằng khu vực của bạn bị mất điện và các hộp tiện nghi không còn hoạt động. Hay là vì một hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bạn không còn có khả năng để lựa chọn cho mình một cái hộp tiện nghi theo ý muốn của mình. Và bạn sẽ kêu trời lên là trời ơi sao mà nóng quá, trời ơi sao lạnh quá, đúng không ạ? Và thậm chí bạn cũng sẽ không cần phải kêu, bởi bạn biết rằng cái việc kêu trời lên là vô nghĩa, vì không có thể giúp được gì mình cả. Hôm nay thì chúng ta sẽ thử tạm dừng lại và suy nghĩ. Tôi sẽ có vài cái câu chuyện để kể cho các bạn nghe trong cái quá trình mà tôi đã làm nghiên cứu ở nhiều quốc gia. Đó là cái sự sâu chuỗi các câu chuyện từ của hiện tại, của quá khứ và câu chuyện của tương lai xoay quanh cái vấn đề về môi trường, về biến đổi khí hậu, về thiên tai và cách ứng xử của con người, về cách mà chúng ta đang xây dựng các cái năng lực chống chịu với thiên nhiên theo cái hướng đó là lấy cái khả năng chống chịu về mặt sinh học để thích ứng, hay lấy tiện nghi công nghệ để thích ứng. Là một người nghiên cứu về biến đổi khí hậu, tôi thường xuyên theo dõi các cái đợt nắng nóng ở châu Á, ở các cái vùng ở châu Á, Thái Bình Dương. Và cái ghi nhận mà tôi nhìn thấy một điều rất rõ ràng là trong 10 năm nay, đó là năm sau nhiệt độ nóng hơn năm trước, các kỷ lục, phá vỡ các cái kỷ lục về nhiệt độ. Và cái việc này nó xảy ra ở nhiều châu lục chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chừng nào thì cái sự nóng lên toàn cầu và nắng nóng ở các vùng khác nhau trên thế giới có thể đạt một cái ngưỡng cao nhất? Xin trả lời là chúng ta sẽ không biết về một cái ngưỡng cao nhất, nó cứ thế tăng, tăng và tăng. Tất nhiên các cái mô hình của các nhà khoa học có thể dự báo cho chúng ta biết một cái ngưỡng tăng vào năm nào và khoảng bao nhiêu. Tuy nhiên cái việc tăng của nhiệt độ thì hình như là không có ngưỡng, còn sức chịu đựng của con người thì có giới hạn. Và đó chính là cái mâu thuẫn, đó chính là vấn đề mà làm sao giữa con người có thể sống trong một cái môi trường mà rất cần stick nghi về mặt sinh học với các cái ngưỡng mà không ngừng gia tăng.
Khi nóng quá thì tất nhiên là các bạn sẽ tìm đến với cái thiết bị làm mát, hoặc các bạn tìm đến chỗ mát hơn. Thì đó là cái quyền cơ bản của cách thích ứng tự nhiên. Tuy nhiên cái việc thích ứng tự phát đó thì chỉ thu mình lại trong một cái chiếc hộp an toàn để bảo vệ chính mình. Và cái cơ chế chống chịu đó đang làm cho sức chống chịu của chúng ta đang yếu đi, chứ không phải là đang được tăng lên. Bởi vì chúng ta đang lệ thuộc vào công nghệ, chúng ta lệ thuộc vào cái hộp tiện nghi. Tôi vẫn còn nhớ là hồi xưa, cách đây 30 năm, tôi cùng bà nội với tôi dùng quạt nan và quạt mo để quạt vào mùa hè, và chúng tôi không hề có điện. Tuy nhiên chúng tôi vẫn thích ứng được với cái thời điểm đó. Nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu có cái thói quen để sử dụng điều hòa. Và tôi biết đó là một cái thói quen xấu. Thì tôi thường thực hành một cách đó là cố gắng để không sử dụng điều hòa khi nó không có ở cái mức là quá nóng. Tuy nhiên có những cái lúc mà tôi vẫn phải sử dụng nó, chứng tỏ là cái ngưỡng chịu đựng của tôi không còn tốt như ngày xưa. Thì vào thời điểm này, dịch Covid đến là khiến cho cái bệnh nhân phải thở oxy và cần có oxy để thở. Nhưng liệu có một cái kịch bản nào đó mà đến một thời điểm nào đó, ngay cả khi chúng ta không bị bệnh, chúng ta vẫn phải cần bình oxy để thở? Điều đó có hay không ạ? Đó là cái lúc mà xung quanh chúng ta không khí bị ô nhiễm và chúng ta không còn một lựa chọn nào khác, phải đeo một cái bình oxy để được thở. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cũng lấy một cái ví dụ rằng những chuyện có thể không thể tưởng tượng, không thể xảy ra được mà nó lại xảy ra. Chẳng hạn như là mùa đông ở Texas, Mỹ năm vừa rồi. Không ai tưởng tượng được Texas có thể là bị một thành phố trở thành nên đóng băng như vậy. Và khi toàn bang bị đóng băng, điện bị cúp, thì con người với các cái hộp tiện nghi bao gồm máy sưởi, bao gồm các cái nhiệt độ, tăng nhiệt độ bằng lò đốt vân vân đều không hoạt động. Và lúc đó thì các hộp tiện nghi không còn có thể cung cấp được cái khả năng thích ứng cho con người của chúng ta bằng công nghệ, và chỉ còn dựa vào cái năng lực sinh học của chúng ta mà thôi. Bạn có thể dùng điều hòa để làm mát một căn phòng mình đang ở, nhưng đồng thời bạn cũng đẩy một cái lượng nhiệt nóng ra môi trường chung, và chỉ bằng một cái bấm điều hòa. Và sự phát triển của công nghệ, chúng ta không thiếu những cái giải pháp để thích nghi với đang nóng. Tuy nhiên, những cái thích nghi đó đang phát triển theo hướng là phục vụ theo cá nhân, thay vì việc là giải quyết các vấn đề toàn cầu mà chung của nhân loại. Theo báo cáo gần nhất của Ủy ban Liên Quốc gia về biến đổi khí hậu IPCC mới được công bố gần đây, thì chúng ta, loài người, có rất ít cơ hội để khống chế cái mức nóng lên toàn cầu ở dưới ngưỡng 1.5 độ C cho tới năm 2030, và so với cái khoảng thời đoạn là tiền công nghiệp. Vậy thì câu chuyện, nếu như chúng ta không khống chế được cái sự gia tăng toàn cầu dưới 1.5 độ C vào năm 2030, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó sẽ là sốc nhiệt, đó sẽ là lượng mưa cực đoan, và mưa không đều, mưa ở chỗ, không cần mưa, và thiếu nước ở hầu hết các vùng trên thế giới. Đi kèm với việc đó, đó là vấn đề về an ninh lương thực và dịch bệnh. Quan trọng hơn thì nước biển sẽ dâng cao ở nhiều thành phố và nhiều làng mạc ven biển có thể bị mất đi. Một điểm cực kỳ quan trọng cần để ý đó là 90% các rạn san hô ven biển sẽ bị biến mất. Và các bạn biết thì các cái rạn san hô ven biển chính là cái nơi để tái sinh các loài ở đại dương. Khi mà một cái rạn san hô bị mất đi, một số loài sẽ bị mất đi và chuỗi thức ăn ở trong tự nhiên sẽ bị đứt gãy. Đó là thời điểm mà chúng ta sẽ đối diện với các khủng hoảng của lương thực. Và thực tế thì chúng ta không cần đợi đến năm 2030, rất là gần thôi đúng không ạ? Chỉ còn 9 năm nữa thôi. Để chúng ta thể thấy được về cái nhiệt độ trung bình của toàn cầu tăng lên và những cái cực thời tiết cực đoan có thể diễn ra, thì ngay tại thời điểm này chúng ta đã cảm nhận được cái sự tác động của biến đổi khí hậu ở xung quanh mình. Hàng năm chúng ta đều nhìn thấy điều đó. Tôi nhìn lại cái quá khứ mà tôi đã từng làm nghiên cứu từ trước đây, dần dần kể cho các bạn cũng câu chuyện. Chẳng hạn như là năm 2017 thì tôi có làm nghiên cứu về nước biển dâng và hạn hán ở quần đảo Marshall Islands ở Thái Bình Dương. Và cái bằng chứng về nước biển dâng thể hiện rất rõ ở chỗ là các cái nhà ở ven biển nó chỉ còn các cái nền móng và trụ bê tông, còn toàn bộ nhà thì đã bị biến mất do là nước biển dâng đã phủ hết cái phần nhà của họ ở đó.
Ở Việt Nam thì sao? Chúng ta không thể khó để có thể tìm thấy ở trên các phương tiện thông tin đại chúng về sạt lở bờ biển, về chiều cường dâng, ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh ở miền Tây. Và chúng ta cũng không khó để có thể nhớ lại đó là những trận lụt và bão kinh hoàng nhiều hơn so với những năm trước đây. Và nếu nhìn xa hơn một chút, vào năm 2100 thì kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam sẽ là khoảng 39% diện tích ở đồng bằng sông Cửu Long bị ngập nước nếu như mực nước biển dâng lên là 1 mét, và khi đó sẽ không còn nước ngọt ở đa số các vùng hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long và sẽ không còn một cái miền Tây trù phú nơi nó đã từng. Khi nói đến câu chuyện của cuối thế kỷ này, nghĩa là khoảng 80 năm nữa, chúng ta nhìn có vẻ như là xa nhưng thực chất không xa. Đó là cái thời đại mà con là cháu của chúng ta, những người được sinh ra vào cái thời điểm này, trong năm nay họ sẽ là chủ nhân trong giai đoạn đó. Như vậy là rất gần, đúng không? Còn trước đó thì khoảng năm 2006, tôi có các cái nghiên cứu về hạn hán ở Campuchia, ở Lào, ở Việt Nam và một số vùng khác như là Bangladesh, ở Ấn Độ, thì bằng chứng cho thấy rằng hạn hán không phải gần đây mới có. Nhưng có một điều rõ ràng hơn, đó là hạn hán gần đây càng ngày càng khốc liệt. Cái việc thiếu nước ngọt, thừa nước thải ở hầu hết các quốc gia mà tôi nghiên cứu, ở các vùng tôi nghiên cứu, nó là một cái câu chuyện rất nhãn tiền, là áp lực hàng ngày của hầu hết cộng đồng dân cư. Và sau cái đợt hạn mặn khốc liệt của năm 2016, thì tôi có làm nghiên cứu về khả năng chống chịu của người đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây. Thì hầu hết những cái nơi tôi từng đi qua như là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Mũi Cà Mau hay là những người bản địa mà tôi gặp thì đều hiện diện ở trên họ, đó là một cái nỗi lo, một sự cảm nhận, đó là một cái thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt và lo về một tương lai mất đi các sinh kế và nước ngọt. Đồng bằng sông Cửu Long xưa kia vốn dĩ được thiên nhiên ưu đãi về sản vật thiên nhiên, cái gì cũng tốt tươi, đúng không ạ? Nhưng mà đến thời biển buổi bây giờ thì cái sự trù phú và giàu có đó nó chỉ còn trên các cái câu hát câu hò, chứ không còn hiện diện ở trên các cánh đồng phì nhiêu, và đó thực sự là một cái thực tế. Bây giờ thì đã khác, đúng không ạ? Và hoàn cảnh có thể là mỗi nơi một khác. Tuy nhiên cái nguyên nhân từ một cái khủng hoảng thì có thể là từ bắt đầu từ một số các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Sự suy thoái của môi trường, biến đổi khí hậu, tác động của nước biển dâng, sạt lở, xâm nhập mặn, là những mùa lũ không về, đó là căn nguyên chính đã làm cho đồng bằng sông Cửu Long không còn trù phú. Và sinh kế của con người cũng bị tác động, gia tăng các cái mâu thuẫn cộng đồng vốn dĩ xưa kia là rất tốt đẹp. Thì đấy chính là những cái vấn đề mà có thể tạo ra bởi biến đổi khí hậu. Nó xảy ra ở giai đoạn này, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến lâu hơn nữa để thấy được vấn đề như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chúng ta hay là loài người cần làm gì để thống chế được cái nhiệt độ không tăng nữa, phải đồng thời áp dụng hai cái cách. Một là dừng phát thải khí nhà kính về zero. Và cách thứ hai đó là chúng ta phải trồng một cái lượng cây phủ đủ rộng bề mặt trái đất và giữ nó được trong 40 năm để hấp thụ một cái lượng CO2 dư thừa hiện có. Thì tôi ví cả hai việc này khó như là việc bắc than lên trời. Rất là khó. Nhưng khó không đồng nghĩa với là chúng ta không thể không làm. Tại vì chúng ta không thể để cho nhiệt độ trái đất tăng phi mã và chúng ta không còn cái cơ hội để thích nghi với nó nữa. Cái nguyên nhân của sự gia tăng khí nhà kính trong bầu khí quyển thì xuất phát chủ yếu đó là sử dụng các cái nguyên liệu hóa thạch và phục vụ cho chính tiện nghi của con người. Tuy nhiên cái điều chớ trêu thì đa số những cái nước, các quốc gia mà đang tiếp cận với các hộp tiện nghi nhiều hơn thì chính là những quốc gia đang phát thải khí nhà kính nhiều hơn. Đó chính là các quốc gia phát triển. Và cái sự bất bình đẳng đó cũng thể hiện rất rõ ở trong các hộp tiện nghi mà chúng ta tạo ra khi chúng ta sử dụng cái năng lượng để bật một cái công tắc điều hòa. Chúng ta bật cái hộp tiện nghi của chúng ta lên thì chúng ta đang góp phần đẩy một cái lượng khí thải vào môi sinh, và chúng ta cũng lấy đi từ môi sinh các nguồn nguyên liệu của tự nhiên. Bạn có thể tự hài lòng rằng tôi đã trả tiền cho cái việc phát thải khí nhà kính của mình, hay tôi trả tiền cho việc sử dụng điện của mình. Tất nhiên điều đấy rất là công bằng, đúng không ạ? Đấy là cá nhân. Tuy nhiên nếu như chúng ta đặt một cái giả sử rằng bạn và cùng thêm hàng tỷ người trên thế giới cũng cùng một cơ chế để trả tiền như vậy, thì ai cũng đòi hỏi cái hộp tiện nghi cho mình, nhưng không ai giải quyết một cái hộp tiện nghi cho toàn cầu, cho toàn thế giới. Và tất cả chúng ta đẩy vào mẹ thiên nhiên là
phát thải là phế thải, và sự giận dữ của thiên nhiên trả lại chúng ta là bão, là lũ, là nắng nóng kinh hoàng, và cứ lặp lại như thế, chúng ta chạy theo một cái vòng quay không có điểm dừng. Cái sự bất bình đẳng trong việc chung tay bảo vệ bầu khí quyển thì đang chính là cái rào cản ngăn cản những nỗ lực của loài người để bảo vệ chính mình. Biến đổi khí hậu đang trở thành cha chung không ai khóc và trách nhiệm không thuộc về ai. Như thế thì nhiệt độ tiếp tục sẽ gia tăng và kèm theo những diễn biến thất thường của thời tiết và thiên tai, và chúng ta tất cả sẽ để trở thành là nạn nhân của biến đổi khí hậu và thiên tai, không trừ một ai, nếu như thì biến đổi khí hậu gia tăng một cách cực đoan hơn nữa. Cái sự gia tăng của nhiệt độ toàn cầu kết hợp với mất rừng, mất đi các ao hồ, sông suối và quá trình đô thị hóa đang xảy ra ở hầu hết các quốc gia đã đẩy con người vào cái bẫy của chính mình, và chúng ta khó để có thể tự nâng cao cái năng lực chống chịu với nắng nóng. Nếu đã khó thì ít nhất chúng ta cũng nên dừng lại và tạo ra, gọi là dừng lại để không tạo ra các cái nguy cơ cho chính mình. Vậy thì giải pháp cho loài người vẫn là tăng cái diện tích cây xanh, tăng diện tích hồ chứa, ngừng cấp phép cho các cái dự án lấn sông lấn hồ. Và có một cách mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể đóng góp được, đó là chúng ta gia tăng cái sự thích nghi sinh học tự có của mỗi bản thân, và chúng ta dần dần không phụ thuộc vào các cái hộp tiện nghi. Bạn có thể bắt đầu bằng việc là không bật công tắc điều hòa nếu trời không quá nóng. Bạn có thể không hiện hạ nhiệt độ điều hòa quá sâu nếu thật sự không cần thiết, và hãy ưu tiên sử dụng các cái nguồn năng lượng tự nhiên để chúng ta không tác động đến các cái nguồn không phát thải ra bầu khí quyển quá nhiều. Đến cuối thế kỷ này là bao lâu? Như tôi lúc nãy đã nói, 80 năm, nó là thế hệ bắt đầu của những con và cháu của chúng ta bây giờ. Và chúng ta hy vọng rằng sẽ không để lại cho con cháu những đống sa bần, những thách thức, những khủng hoảng trong tương lai. Và vậy ai thì sẽ là người trồng cây và ai sẽ là người giảm phát thải? Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ tự tìm cái sự liên quan của mình trong đó. Tìm cái sự liên quan của mình trong một cái hộp tiện nghi, tìm cái sự liên quan của mình trong mở cửa cái hộp tiện nghi, bước ra ngoài khỏi nó và giao lưu với thiên nhiên, thì bạn là một phần trong đó và bạn sẽ tìm thấy trách nhiệm của mình ở trong đó. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng với tôi trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn.